Ôi trời, xin thưa tới quý vị và các bạn, buổi chiều ngày 21 tháng 8 năm 2024 có một thượng đế coi như là đi con xe bán tải đến đây. Chào em, khỏe không? Đi xe chở gì đến đây đấy? Chở đài. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đài đâu? Hả? Xem nào, giải để cho coi như là các thượng đế trên giải chữ S thấy được người anh em rất chi là hoành tráng nhá. Đấy. Đấy. Đấy, anh Trần Văn Đài. Ở trong này còn này. Ôi trời, đây. Đài anh ấy để ở chỗ người ghế phụ. Ôi trời, đây. Lại còn đây nữa, đây này. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 với lại một cái túi đen nữa là 8 cái. Cẩn thận nhé, để ở dưới này sợ nó gì, sợ nó mưa, để ở cái thùng này sợ mưa. Để ở trong này. Nghề chơi nó rất công phu. Anh chưa được đi cái xe này, thế mà đài của chú đã được đi cái xe này gì. Rồi. Đây trên này nữa này. Đây. Đấy. Anh Trần Văn Đài đấy. Ui giời. Xe này của chú có cái bộ treo trên đây là bộ gì đấy? Camera em trên. Đây này, cái bộ này này. À cái cam sao. À thế à? À cái này là cái camera đằng sau ấy à? Yeah. À, trang bị coi như thế là này để coi như là khi lùi khi rẽ đấy. Thôi thế sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn, người anh em này ở Đắk Nông. Đấy, chở coi như là 8 chiếc đài lên đây, dùng con xe bán tải này để chở lên đây. Thế bây giờ mình dừng video ở đây để vào coi như là ông chè huynh đệ đàm đạo cái đã. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Chào sông Mã anh hùng. Merci. Merci beaucoup.